Xin chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Chưa có một dân tộc nào khi đất nước vạn hồi hòa bình thống nhất lại có nhiều người bỏ nước ra đi tìm tự do nhiều như dân tộc Việt Nam. Sự ra đi vĩ đại và mất mát đau thương nhất trên đường bộ nơi rừng sâu nước độc hoặc trên những con thuyền bé nhỏ lênh đênh trên biển cả giữa lòng đại dương. Ngoài việc không may bị hải tặc cướp bóc hãm hiếp tủi nhục hoặc bị sóng to gió lớn khiến không may bị đắm thuyền làm mồi cho cá ăn hoặc bị vùi thay dưới đáy lòng biển cả, sự chết chóc vô cùng to lớn và khủng khiếp này đã đánh động lương tâm nhân loại. Thực vậy, thử hỏi còn gì đau buồn và thống khổ cho bằng không ai nỡ lòng cam tâm rời bỏ quê hương xứ sở yêu quý của mình đến một đất nước xa lạ khác hẳn hoàn toàn về ngôn ngữ, phong tục và tập quán để sống một đời lưu vong bất đắc dĩ. Thử hỏi đất nước mình phải như thế nào mà người nhân lại mất hết niềm tin và hy vọng, nên họ đã quyết tâm tìm sự sống trong sự chết để cứu vãn đời mình và tương lai con cái mình. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa 34 người xuất phát từ bãi biển Thanh Bình, Đà Nẵng vào đêm giao thừa năm 1981, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Trên thuyền có một cọc biển của sư đoàn cọc biển thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp bão, cọc biển đã cứu một nữ thuyền nhân khỏi rơi xuống biển đến Hồng Kông. Nhóm tị nạn người miền Bắc lập băng đảng cướp phá hãm hiếp phụ nữ, băng đảng biệt danh là Đầu Gấu, làm cha chúa trong trại tị nạn bị cọc biển của Việt Nam Cộng Hòa đánh gục. Câu chuyện có tiêu đề Đổi Đời, tác giả Hải Vân. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Làn sóng vượt biên. Lúc bấy giờ làn sóng vượt biên đang nổi lên ồ ạt. Hàng trăm ngàn người Việt lén lút bỏ nước ra đi bằng đường biển cũng như đường bộ, mặc cho những hiểm nguy đang chờ đợi trên con đường đi tìm tự do của họ, chẳng hạn như bão tố, hải tặc bị bắt, bị mất tích, vân vân. Đầu năm 1981, gia đình người em trai của Dường dự tính đóng tàu tổ chức vượt biên và có nhà ý mời hai dì cháu Hải Vân đi cùng, kẻ góp công người góp của. Dì cháu Hải Vân không cần đặng vàng bạc, thay vào đó dì cho mượn căn nhà của dì để làm địa điểm tập họp trong ngày đi, bởi vì nhà dì Hải Yên nằm sát biển Thanh Bình, Đà Nẵng, có cửa sau dựng ra một con hẻm, đi thêm chừng vài chục bước là tới biển rất thuận tiện. Ngày xưa biển Thanh Bình là một miền thùy dương cát trắng mênh mông của thành phố Đà Nẵng, dân cư thưa thớt, những hàng dương liễu xanh chạy dài trên cát trắng. Sau năm 1975, người miền Bắc đổ vào như kiến, những hàng dương liễu bị chặt trụi, thay vào đó nhà cửa mọc lên san sát như nấm. Dì Hải Yên mừng quá liền về bàn với Hải Vân. Dì nói: "Dì thật rất muốn con đi, con chỉ mới 21 tuổi, đời còn dài mà ở đây chẳng có tương lai gì cả, mọi thứ đều đen tối. Dường của con chưa biết sống chết ra sao, việc thì chẳng biết ngày nào được thả ra. Dì muốn ở lại đợi Dường và anh Việt của con về, dì không thể bỏ đi với con được, Hải Vân à." Hải Vân khóc òa không chịu: "Không, dì không đi thì con cũng không đi.
Dì không đành lòng để con ra đi một thân một mình như vậy, nhưng gọi gia đình chủ tư em của Dượng đi cùng. Dì cũng yên bụng, con suy nghĩ kỹ lại đi. Ở đây thêm ngày nào, dì lo lắng bất an thêm ngày đó mà thôi. Dì Hải Yên gõ cửa phòng của Hải Vân rồi mở cửa bước vào. Hải Vân cũng vừa ngồi dậy vẹn mùng lên để dì chui vào, rồi nàng dây dây cái mùng cho mụt bay đi hết. Xong cẩn thận nhặt lại viền mùng xuống chiếc chiểu. Dì Hải Yên nắm tay nàng hỏi: hồi hôm dì nghe con lục đục cả đêm, con không ngủ được hả? Hải Vân đặt chiếc giựt vào tay dì rồi nói nhỏ: dì giữ chiếc giựt này để phòng khi hữu sự, con mang theo sợi dây chuyền cũng đủ rồi. Dì Hải Yên mừng rỡ: con đã quyết định đi, cảm ơn trời Phật, cầu ơn trên phù hộ cho cháu tôi được bình an tới nơi tới chốn. Hai dì cháu bắt đầu thúc thích sụt sùi, rồi dì tiếp: con hãy mang chiếc giựt, con sang đỏ chân ướt chân rạo, không có của phòng thân không được đâu. Hải Vân lắc đầu: không. Dì hãy cất lại phòng lúc trở trời trại gió, nếu lỡ con làm mất sợi dây chuyền thì cũng không mất hết tất cả gia tài. Rồi nàng lo lắng hỏi: dì ơi, khi con đi rồi mà ông thần tới không thấy con, ông có hỏi thì dì phải làm sao? Con yên tâm, dì sẽ nói con về quê thăm bà con. Rồi vài ngày sau dì sẽ lên phường xin dạy tạm vặt cho con, nói là người nhà bệnh nặng ở dưới quê, nên con xin tạm vặn một thời gian để về quê săn sóc. Hai dì cháu ôm nhau dặn dò tâm sự thêm một hồi, cho đến khi trời sáng hẳn. Thời gian chờ đợi ngày vượt biên thật rất căng thẳng. Đối với Hải Vân, lúc nào nàng cũng phải ở trong tình trạng sẵn sàng, bất cứ giờ phút nào cũng có thể ra biển xuống tàu liền. Trong khi đó nàng còn phải giữ nguyên nếp sống hàng ngày, không được có một mảy may thay đổi, để tránh sự dòm ngó của hàng xóm và công an phường. Điều mà dì Hải Yên lo lắng nhất là thần tới nhà họ thường xuyên, nếu lỡ như đến ngày tập họp để ra đi mà thần xuất hiện thì làm sao, liệu chuyện có thể bể hay không. Tuy nhiên có một câu nói: chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nhà gì bị công an phường lui tới như cơm bừa thì ai tin họ dám chữa người vượt biên. Rất khó bị nghi ngờ. Nghĩ vậy, dì cháu Hải Vân cùng yên bụng. Đêm trừ tịch ra khơi. Khoảng một tháng sau, hôm đó là ngày 4 tháng 2 năm 1981, tức là ngày 30 tháng 12 năm Canh Tân, chủ tư định gặp dì cháu Hải Vân từ sáng sớm. Chủ nói tối nay sẽ xuất phạt. Đến 30 Tết mọi người đều ở nhà cũng quậy sửa soạn ăn Tết, không ai ra đường, không ai chú ý việc của người khác, cho nên đó là thời gian thuận tiện nhất để ra khơi. Khi trời sập tối sẽ có một nhóm 14 người chia phiên nhau rải rác đến nhà dì cháu Hải Vân để tập họp, và họ được chủ tư dặn dò cẩn thận rằng nếu lỡ bất ngờ bị ai hỏi thì cứ việc nói là bà con của dì ở dưới quê lên ăn Tết. Dì Hải Yên lo lắng: đi trong mùa biệt động tôi lo quá chủ tư ơi. Chủ tư giải thích: em cũng đã suy nghĩ đến điều này, mùa biệt động thì tụi công an biên phòng lơ là canh gác, hơn nữa gần dịp Tết thì họ cũng ít chú ý hơn. Mình phải liều một phen tìm sự sống trong cái chết, chị dâu à. Ngày hôm ấy thời gian chậm chạp trôi,
Dì cháu Hải vẫn hồi hộp căng thẳng đến ngộp thở. Buổi sáng dì đi chợ sắm sửa một ít trái cây hoa quả cho mấy ngày Tết. Hải vẫn ở nhà lau chùi bàn thờ nhà cửa để đón xuân. Rồi khi mặt trời vừa khuất bóng thì những người lạ mặt vượt biên bắt đầu xuất hiện. Có tốt 2 người, có nhỏ 3 người. Khi thì chỉ thấy một người đơn thân độc mà. Nhóm tập hợp ở nhà dì Hà Yên chỉ toàn là người lớn nam có, nữ có, chứ không thấy người nhỏ, tất cả là 15 người tính luôn Hải Vân. Họ ngồi trong nhà bếp, lòng nao nao im lặng chờ đợi, đa số không ai mang theo hành lý gì cả. Chỉ có một vài người đeo theo cái túi nho nhỏ bên hông hoặc cầm trên tay. Hải Vân bừng một cái quần tây, một áo sơ mi tay dài và một áo khoác. Nàng cũng không mang theo gì ngoài trừ sợi dây chuyền khoảng 1 chỉ vàng. Giao thừa đêm ấy im ắng và buồn tẻ là thường vì vắng tiếng pháo, lại thêm tâm trạng bồn chồn lo lắng của những người chấp nhận treo màn sọng của họ trên đầu sợi tóc, sắp sửa đánh đu với tử thần để đi tìm một lối thoát. Đúng 11 giờ 30 khuya, từng tốp nhỏ rộng rẽ rời nhà dì Hải Yên bằng cửa sau, đi bộ thẳng ra bãi biển. Trong khi ấy, ngoài mặt thì dì Hải Yên vẫn bình tĩnh ra trước sân bày biển hoa quả, lư hương đèn cày trên bàn để cùng giao thừa, mà trong bụng thì đang ngổn ngang trăm mối. Hai dì cháu chẳng được nắm tay nhau một lần cuối. Dì chỉ biết khẩn ơn trên phù hộ cho mọi người được bình an mà đến bến bờ tự do. Như lời chủ tư chủ thuyền dặn dò trước, mọi người ra đến địa điểm đã hẹn ở bãi biển, gặp thêm một nhóm khác cùng khoảng 10 mấy người. Rồi tất cả bắt đầu lội ra thuyền, trời tối đen như mực, chẳng thấy đâu là mặt biển, đâu là chân trời. Và may mắn thay, cũng chẳng thấy bóng dạng một công an nào cả. Mấy đứa nhỏ trong nhóm kia đã được cho uống thuốc ho để ngủ say khỏi khóc la, và được người lớn vác trên vai như những bao gạo nhỏ. Mọi người lội nước tới hạn mới ra đến thuyền, ai cũng run vì lạnh và sợ. Sức khỏe của Hải Vân vốn đã yếu đuối từ nhỏ, nay vừa phải lội bộ trong nước biển lạnh cõng, nàng cố gắng hết sức để giữ thăng bằng trong nước. Khi lội được tới thuyền, hai tay chỉ còn có thể vịn vào màn thuyền chứ không leo lên nổi. Hai chân cũng đã lạnh tê không còn cảm giác. Cũng may người lội phía sau nàng vừa tới, trên thuyền có thêm một người nữa. Hai người này một kẹo một đỡ giúp Hải Vân leo lên. Chủ tư dẫn theo vợ và hai người con trai đang ngồi trên thuyền chờ đợi. Chiếc thuyền nói chính xác hơn thì đó là một chiếc ghe nhỏ xíu, không buồm lại không mui, chỉ có một tấm bạt lớn cho mọi người che mưa che gió, vài bao gạo, mấy bao cá khô và nước uống. Hải Vân không rõ chiếc ghe dài và rộng bao nhiêu thước, chỉ biết chiếc ghe chạy bằng máy F4 và vừa đủ nhét 34 người ngồi sát nhau chật ních như những con cá trong một hộp cá mòi. Chiếc ghe bắt đầu chồng chành lượt sóng ra khơi. Chủ tư chỉ mang theo la bàn chứ không có hải bàn, cho nên không biết được phương hướng một cách chính xác, chỉ biết nhắm hồng cong mà đến. Nếu từ miền Nam vượt biên thì thường là sang Mã Lai, Thái Lan, Singapore, Indo. Còn ở miền Bắc và miền Trung thì đến Hồng Kông là gần nhất. Chiếc ghe thô sơ nhỏ xíu linh đinh giữa đại dương, tựa như một chiếc lá trôi trên cái hồ khổng lồ. Đêm thứ nhất đã qua, khi trời sáng mọi người mới ngộ ra hoàn cảnh hiện tại, mà hải hùng chung quanh chỉ toàn là nước với nước,
Tên ghe cả thì bị say sóng ỏi mưa, người thì bị xỉu lên ngất xuống, người nhỏ chịu không nổi, khóc la sùm, thân xác và tâm hồn mọi người đều giật giờ và chỉ biết giao phó số mạng của họ cho Thượng Đế. Là hưởng hai đêm và hai ngày nữa trôi qua trên biển cả. May mắn thay, trong hai ngày hai đêm vừa qua biển êm sóng dịu, chiếc ghe bé nhỏ cứ thế mà linh đinh trên đại dương. Thỉnh thoảng có vài đàn cá nhỏ, hàng trăm con bơi theo chiếc ghe vui đùa giỡn dơ nhìn đàn cá. Những người trên ghe ao ước mình được biến thành những con cá đó, được sống tự do tự tại, mặc dù là kiếp cá, còn hơn làm những con người khổ khổ, vô gia cư, vô tổ quốc như bây giờ. Trưa ngày thứ ba, ghe lạc vào một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. May mắn là lúc đó quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang căng thẳng vì cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Cho nên lúc bảy giờ Trung Quốc rất ghét chính phủ Việt Nam. Họ biết được nhóm của Hải Vân là những người đang trộn chính quyền Việt Nam vượt biên sang Hồng Kông, nên họ đã giúp đỡ tận tình. Họ cử một người Hoa đã từng làm trong tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội ra nói chuyện với nhóm của Hải Vân bằng tiếng Việt. Họ hướng dẫn hai lộ trình, một là tới khu dân cư trên đảo Hải Nam, hai là tới Hồng Kông. Họ dặn rõ ràng rằng khi thấy một dãy núi hình vòng cung thì đó là Hồng Kông. Họ còn tặng cho nhóm Hải Vân một ít dầu mẩy, thuốc say sóng, thuốc lá và bánh ngọt. Cả nhóm ở trên đảo Hải Nam chừng 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi và nhận đồ kỹ tế. Khoảng xế trưa thì chiếc ghe lại tiếp tục lướt sóng đưa 34 thuyền nhân nhắm hướng Hồng Kông mà tiến tới. Trời sắp tối thì ghe bị mắc vào một đầm nước cạn. Đó là đêm thứ tư loay hoay mà mới ra được vùng biển sâu, và vì không có hải bàn nên cả nhóm lại bị lạc phương hướng lần thứ nhì. Thêm một đêm và một ngày rưỡi nữa đã trôi qua giữa biển trời bao la, biển đầm. Đêm thứ năm biển đầm, một cơn bão nhanh chóng ập tới, chiếc ghe bị nhồi như người ta đang đánh vòng. Chủ tư tăng hết tốc lực cho ghe đâm ngang vào con sóng và cứ thế gội sóng lướt đi. Nếu chủ tư không có kinh nghiệm và không vững tay lại mà để chiếc ghe quay dập với làn sóng thì chiếc ghe đã bị lật úp rồi. Từng cơn sóng biển hung hãn cao ngất như một tòa nhà 5-7 tầng đưa chiếc ghe lên tận đỉnh trời, rồi hạ nó chui mũi xuống tầng lòng biển, tựa như đứa trẻ đang thảy một quả bóng. Rồi những cơn sóng khác ập đến liên tục, tưởng chừng như muốn đút chừng chiếc ghe bé nhỏ vào lòng đại dương. Cứ như thế hết ngọn sóng này đến cơn sóng khác thay phiên nhau đùa giỡn với chiếc ghe. Bên trên thì mưa đang đổ xuống ngập đầu, chung quanh gió rít lên từng hồi, thỉnh thoảng một vài tia chớp lóe lên đủ sáng để mọi người có thể nhìn thấy nét mặt sợ hãi lo âu của nhau. Rồi tất cả là chìm vào bóng đen. Tiếng sóng, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sóng, tiếng khóc, tiếng hét, tiếng la, tiếng tạt nước, tiếng cầu kinh, tiếng cầu cứu. Tất cả những âm thanh đó quyện vào nhau sẽ tỏa màn đêm giữa đại dương không bờ bến, nghe thật kinh hoàng. Ai cũng nôn thóc nôn thảo, mưa hết mực xanh rồi đến mực vàng. Hải Vân cũng đuổi quả rồi, tất cả thức ăn trong bụng đã bị nàng ỏi ra hết. Nàng ỏi cho tới khi không còn gì để ỏi ra nữa, và lúc đó ruột gan phèo phổi bắt đầu lộn nhào trong cơ thể, tưởng chừng như muốn theo từng cơn nôn ọe mà chạy ra ngoài thân thể Hải Vân. Nóng hầm nhưng nàng lại cảm thấy lạnh buốt. Hải Vân bị sốt cao, trong mê man nàng bò dần ra mẹ ghe.
hai tay bám chặt thành ghe, trường mình cúi đầu xuống mặt biển. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn trong tư thế này. Thế là nàng nhích lên từ từ, đưa gần nửa thân người ra khỏi chiếc ghe, cúi đầu xuống nước. Trong cơn mê sảng, dường như nàng đang thì thầm gọi gì Hải Yên, rồi bất thình lình Hải Vân nhào nhanh xuống lòng biển cả. Chỉ một tích tắc nữa thôi thì Hải Vân đã rơi tọt xuống đại dương đen thui và đã bị những con sóng cuộn đi biển biệt. Ngay lúc đó, một bàn tay vừa kịp vội ra nắm chặt cổ chân của Hải Vân rì lại và kéo nàng trở lại lòng chiếc ghe. Hải Vân đã bất tỉnh, tuyệt vọng. Mưa tan dần, cơn bão qua, mặt trời lọ dạng. Ngày thứ năm bắt đầu sau một đêm bão tố mưa sa. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuống mặt biển đẹp lạ lùng. Gió nhẹ sóng êm, đêm qua đại dương như một con ác quỷ hung dữ. Nổi cơn cuồng nộ thì hôm nay biển cả lãng mạn hiền diệu, tựa một thiên thần. Hình như chiếc ghe đã đến gần địa phận của Hồng Kông, vì mọi người thấy rất nhiều tàu của Hồng Kông và Trung Quốc chạy ngang, vẫy tay la hét cầu cứu nhưng chẳng chiếc thuyền nào dừng lại. Những chiếc tàu đó như máy cao ốc khổng lồ, còn chiếc ghe của nhóm Hải Vân thì như một căn nhà tranh siêu vẹo. Mỗi khi có một chiếc tàu nào đó chạy ngang qua thì chiếc ghe bị chao đảo nghiêng qua một bên, vì những làn sóng do con thuyền khổng lồ tạo thành đánh vào chiếc ghe tỉ hon của họ. Mọi người hầu như đã tuyệt vọng vì chẳng biết họ đang ở đâu trên một đại dương mênh mông như thế này. Gặp thuyền lớn mà không được cứu thì càng tuyệt vọng hơn. Chủ tư chủ ghe vét hết số gạo còn lại và bảo mọi người hãy rải xuống biển để cầu nguyện, rồi chủ cứ nhắm hướng tay mà chạy vào đất liền, không cần biết là Hồng Kông hay một quan đạo nào, hoặc cùng lắm thì trở về Việt Nam rồi có cơ hội để tua keo này ta bày keo khác, còn hơn là làm mồi cho đạm cả biển. Hải Vân bây giờ đã tỉnh táo. Nàng là người khi nghe kể chuyện chết đi sống lại của nàng tối hôm qua. Người đàn ông cứu nàng đang ngồi bên cạnh, một tay cầm gói bánh ngọt, một tay cầm cá nước, miệng thì hỏi nàng ăn uống cho lại sức. Hải Vân cảm ơn rồi cố gắng nhai một miệng bánh mà chẳng biết mùi vị gì. Đất liền. Đến sẽ chiều, chủ tư gọi chủ ghe bọc nhìn thấy mặt nước biển chia ra làm hai màu rõ rệt. Một bên màu rất trong, bên kia thì màu đục mừng quả. Chủ tư cho ghe chạy về hướng nước biển màu đục và vừa cầm tay lại vừa la lớn: gần tới bờ rồi bà con ơi, gần tới bờ rồi. Mọi người đang như những cái xác không hồn nằm ngồi rụ rượi, bập nhộn nhạo đứng dậy, làm chiếc ghe tròng trình nghiêng qua nghiêng lại. Chủ tư phải hô lên: mọi người ngồi yên vị trí để giữ thăng bằng cho ghe, có lẽ chúng ta sắp đến đất liền. Vì màu nước biển càng ngày càng đục, cả ghe la hò vui mừng khôn xiết. Chẳng mãi chốc ghe của họ gặp được ba chiếc tàu đánh cá của người Hồng Kông. May mắn thay, ba chiếc tàu này dừng lại, vài người thả cano lại đến gần chiếc ghe, nhưng họ vẫn neo cano rất xa vì chưa biết nhóm người trong ghe là những ai. Hợp, người đàn ông đêm hôm qua đã cứu Hải Vân để nói chuyện với chủ tư chủ ghe rằng anh biết chục định tiếng Anh, hãy để anh đại diện nói chuyện với những người trên cano. Hợp đến sát đầu mũi ghe, dùng hai tay làm loa trình bày hoàn cảnh của mọi người. Những cano đầu xa quá, những người trên cano không nghe được. Hợp nhảy xuống biển bơi qua chiếc cano nọ. Một lát sau, chiếc cano đưa Hợp trở về ghe. Hợp giải thích với mọi người rằng thuyền đánh cá của họ sẽ giúp dựng ghe neo ở hải phận biên giới của Hồng Kông, Đài Loan và Quảng Châu.
Mọi người sẽ đợi ở đáy vài tiếng đồng hồ rồi sẽ có thuyền từ hầm cong ra cứu vào. Lúc này mọi người cũng tạm thời yên tâm và ngồi yên trong ghe chờ đợi ở địa điểm đó khoảng 5 tiếng. 10 giờ đêm hôm sau, tức là đêm thứ sáu trên biển, y như lời hứa của những người trên cano, một chiếc thuyền đánh cá khác xuất hiện. Gia đình đánh cá này tiếp đón nhóm của Hải Vân rất nồng hậu. Tất cả được đi chung trong thuyền, chiếc ghe được kéo theo phía sau. Họ nấu chảo nỏ và pha trà, mời mọi người hai bên nói chuyện với nhau bằng đủ mọi ngôn ngữ Hoa Việt Anh, tay chân lật lộn. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. Thank you.